Không có. Bây giờ sao mà có người? Cái con này tới bây giờ ở Việt Nam mình nó chỉ có 3 xe thôi. À, từ lúc tới mới tới bây giờ chỉ có 3 xe và chỉ có anh Huy là đi đập thùng cái xe này và vô thêm đồ thôi. Đèn thế hệ mới, thông minh, có liếc ha mọi người, có liếc, rất là đẹp. À, đèn này không có liếc nha mọi người. Xe này, đèn này không có liếc, đèn đồ chơi mới liếc ha. Cái đèn đồ chơi liếc được luôn á, nó khoảng 4 triệu mấy, 5 triệu. Còn cái đèn zin nó không liếc được, nó khoảng 30 triệu. Cái xe nó quá nặng mà, 303 kg. Nặng hơn cả hai Yabusa ở trong nhà của mình nữa. Con này mà buổi sáng mà quên đổ xăng, khỏi tập thể dục luôn. Đẩy đi đổ xăng thôi là phê ha. Mọi người không để dành được khoảng 350 triệu rồi đi. Mọi người bán cái xe SH của mọi người ở nhà đi khoảng 50 triệu đi ha. Là 400 triệu để mua con này để đi lại hàng ngày á. Và nghĩ là nhiêu đó là đủ á. Đừng nha mọi người, sai bài á. Thật sự cái con này mình thấy là nó máy kết cấu từ cái phần này tới cái phần này nè mọi người. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Một cái trái tim ha. Đỉnh cao. Và cái bô gắn vô thì TPK. Thôi mọi người, TPK, cái bô này thì chuyên gắn cho những cái dòng Harley Davidson này. Ok, checkmate 123, checkmate 123, trời ơi. Đây, đỏ lè luôn ha. Và đây, cuộc gọi nhỏ quá trời ha mọi người. Rồi, về tới Sài Gòn rồi mọi người. Nhìn cái bộ đồ đó mọi người, lôi thôi lết hết. Và mình đang hơi đuối tại nãy lên máy bay không có ngủ được nhiều ha mọi người. Máy bay Pleiku về gần quá. Duy lại báo tin nữa rồi. Báo tin vui nha, đừng báo anh nha. Rồi, nhận em. 20 xe gì vậy? Dạ, Z9 ạ. Z9 ạ, anh khách ngồi trong hả? Z9 mọi người. À này, lúc mình bay nè, 54 phút trước nè. 50 ha, 3 giờ trước nè. Đây, ngày là ngày hôm nay thôi nha mọi người. Đây, đây, nổ ha. Duy ơi, bán gì mà dữ quá vậy Duy? Anh đi có mấy ngày mà em bán hết xe luôn là sao Duy? Không gì bán nhanh bằng bán rẻ. Rồi gì hết. Nhưng mà đừng bán lỗ nha, đừng bán lỗ nha. Ok, cảm ơn Duy. Tuổi trẻ tài cao, cảm ơn em. Vừa về bay luôn mọi người. Kawasaki Z900 nha. Z8, Z9 là coi như bay ha. Con Z1000 đâu rồi? Z1000 bay luôn hả? Chừng nào, ủa xe đây nè, chưa bán mà. Là, à là cặp cọc hả? Vừa về bay luôn rồi hả? Chắc mình đi tiếp đó mọi người. Nó để ở nhà mấy em nó bán mới vậy chứ. Chứ mình ngồi ở nhà ngồi đợi hoài cũng chả thấy ai qua mua ha. Đây là Kawasaki Z1000 thần thánh nha mọi người. Vừa sold out luôn. Ủa anh chị khách ở trong. Dạ em nhận 20 triệu anh. Dạ em xin phép em cảm ơn anh. Em đang quay đi tư liệu xíu. Không biết được không anh? Dạ. Dạ. Anh ở đây em có đầy đủ thiết bị hết. Máy chơi game, máy PlayStation. Còn anh cần thiết lên lầu cái là có mấy môn khác chơi nữa. Môn khác, ví dụ như có hồ cá nè. Mình thấy bày bia ra chơi luôn cũng được. Dạ. Thì hồi nữa đợi xíu em xuống hóa đơn cho anh nha. Anh có cần hỗ trợ gì nữa thì Duy sẽ hỗ trợ cho anh nha. Anh xin phép để em quay xe ở ngoài đấy xíu. Dạ ok. Dạ ok. Bê mọi người. Đã quá. Vậy là hôm nay là bao giờ báo cáo tới đây bán mấy xe để biết thưởng nha mọi người. Giờ leader, Duy là leader ha mọi người. Duy là chỉ có sau anh Toàn thôi, manager thôi ha. Nên bây giờ Duy báo cáo đi rồi thưởng thì giờ báo cáo trước đi. Rồi bây giờ Z1000 nè, rồi Z9 nè, nhận cọc rồi. Hai con Harley. À rồi cái con gửi vô group đúng không? Mới sáng luôn. Hai con Harley Davidson, một con Bumper là 3 xe. Một con Z1000, một con Z900 mà hôm qua giao con Z800 là coi như là 6 xe. Bán bên dọn tầng cấp lốc ấy. Cấp lốc luôn hả? Rồi ok. Cảm ơn Duy, trước mắt là cảm ơn Duy và cảm ơn mọi người đã tin tưởng ủng hộ Phương Trang Moto và bây giờ mới là nhân vật chính đó mọi người tới hả? Mọi người ơi, đáng lý là Khang về, Khang sẽ thay một bộ đồ để Khang đi qua Khang làm một cái nhật ký giao dịch xe ha. Và giao dịch một cái con xe rất là lạ và ngày hôm nay là ngày của nó luôn mọi người. Mình bay về đây để chủ yếu tiếp vị khách này và mình mua cái con xe này ha. Và mời mọi người coi con xe này sẽ gì đó. Trời. Hello. Trời ơi, gì dữ vậy? Ê, khủng vậy trời. Dạ. Cắt thì cắt rồi, để chạy vô đi. Rồi, cắt gì mà cắt. Đây, đổi này là đó. Rồi. Rồi, anh Huy chạy vô thử em coi xe này sẽ gì. Mọi người ơi, 90% anh em chơi xe không biết con này là con gì. Và tới khi mà nó ra mắt rồi, tới 1-2 năm sau
mình mới thấy nó chạy ngoài đường nha mọi người. Ý, ngoài đây có con gì nữa nè. Vô luôn Huy ơi, bữa anh ngồi đẹp quá mọi người. Á ngầu dữ vậy trời. Thôi nó chưa gì là thấy cái xe đẹp mà cái biển số nó bị vậy cái là trừ một điểm nha mọi người. Không đâu nó bảo hiểm chạy xe trừ hai điểm có hàng hàng mới cỡ vậy. Hồi nãy anh thấy mình quay phim mọi người, anh không dám đẹp bô quá lịch sự, em cảm ơn anh Huy. Đây là anh Huy Trần nha mọi người, nãy mình có giới thiệu sơ rồi ha, là một người anh cũng như là một vị khách hàng tuyệt vời của mình. Thôi khách này nói anh chi nữa, khách em nhiều lắm rồi, em chỉ cần anh là anh của em thôi. Không, đặc biệt ở đây, đặc biệt ở đây đó là cái văn hóa bên Phương Khang Motor đó là cái gì, có nghĩa là bắt đầu là khách mấy thời gian sau là bạn luôn. Ủa đúng không, anh nói vậy cái tưởng em là ai. Ừ, nói chung là mình rất là thân thiện mọi người, nhưng mà phải tận cùng tần số nữa ha, anh này cùng tần số mình đó mọi người. Ok, và cái lưng của mình mà có mấy cái hình lưng vuông đó cũng là anh Huy design cho mình nha mọi người. Rồi anh Huy là một producer cũng như là một thợ xăm mình khá nổi tiếng ha, Artist Tattoo, hồi nãy mình có nói sơ rồi ha. Và đây là cái con xe của anh. Con xe này đợt đó đó mọi người, năm đó là trước dịch đúng không? Yeah. Ảnh đặt mình một cái xe lướt. Con này ảnh nói mình có con xe này, anh muốn lấy cái con xe này. Mình hỏi ủa cái xe này là xe gì, hạt lây mà xe này là xe gì anh? Hả? Cái con này tên gì ta? FX FX DR. Nói chung là nó cũng là nó cũng lạ, đọc lạ nên cũng hơi khó nhớ tên. Thế nào mọi người? FXDR đúng rồi mọi người, FXD nha. Chữ A này là cái từ cho cái phiên bản của nó ha mọi người. FXDR ha mọi người. 114. Và 114 là gì? Là cái dung tích xi lanh của nó ha mọi người. Con này mình nói thật sự luôn, cái lúc mà anh nói anh đặt mình xe cũ, xe lướt để tiết kiệm đường phần thì không có. Bây giờ sao mà có mọi người? Cái con này tới bây giờ ở Việt Nam mình nó chỉ có 3 xe thôi. À, từ lúc tới mới tới bây giờ chỉ có 3 xe và chỉ có anh Huy là đi đập thùng cái xe này và vô thêm đồ thôi. Quá khủng khiếp. Và cái điều đặc biệt nha, cái con xe này mình hay đi uống cà phê với anh lắm. Một cái cỗ máy gần 1900cc nha mọi người. Mà anh Odo nè mọi người nhìn nè. 16.129km à? Xe cà phê. Đi cà phê thôi ha. 29 tới giờ là mấy năm ta? 5 năm. 5 năm rồi. Đúng rồi, trước dịch. Có nghĩa là anh đặt mình cái xe này mà mình không có xe cũ ha. Và mình cũng khuyến khích anh nếu mà trong trường hợp anh thích con này quá, anh có thể mua mới ha. Và cái mẫu xe này mình nói cho mọi người dễ hình dung ha. Harley Breakout là nói với con này là như nhau á mọi người, xem ha. Thì cái máy và giờ cái kết cấu và cái đời nó giống nhau ha. Cái con này nó lạ lẫm hơn chút xíu và nó ít người chơi hơn chút xíu, chỉ có những cái người mà thích hàng độc như anh Huy Trần đây là chơi con này là quá hợp á mọi người. Nói thật sự á, tại vì Khang á tư vấn là mua xe lướt, tại vì cái phần mà trên lệch đó mình có thể vô đồ chơi này nọ, nhưng mà đợt nó máu quá, máu này khỏi nói rồi. Coi là tin nhắn, cái lúc mà anh nhắn mình sáng nay ở bên Gia Lai, nói hôm nay mày phải chạy về đây, mày phải tiếp anh, không là mày mất đi một người anh. Ây ôi khổ. Rồi lúc anh nói rõ ràng vậy, trong cái ngậm ý anh là vậy đó, nói là nói trời thiệt bán con này hả anh. Rồi lúc đó anh mua mọi người, xe mới ra giấy 800 mấy chục triệu ha, xe tại hãng là 760 mấy triệu ha. Thì 800 mấy chục triệu thì anh sở hữu được với cái con xe nó rất là độc. Và cái lúc mà anh mua tới cái lúc mà anh chạy và tới bây giờ mình đi mua lại cái con xe này, mình vẫn nói nó là một cái con xe xấu nhưng mà nó không đẹp nha. Hả? Đừng buồn em nha anh Huy, anh biết cái tính em rồi, thôi đừng buồn nhưng mà em sẽ mua giá cao cho anh. Okay, em mua về để thì như chịu anh thảo thuận với em á là cái gì ok mình giao dịch thành công đúng không, thì anh chỉ lấy một phần thôi, còn một phần còn lại anh chấp với sự yêu. Má nét okay không? Nét quá mọi người, phải nét anh tính à. Tính đó gọi là tinh thái mì. Ok, yeah. Cảm ơn anh tuyệt vời. Yeah. Cảm ơn mọi người, nó xấu bên đây nè mọi người. Nó xấu là xấu cái này nè. Nhìn nó rất là kỳ. Mọi người thấy cái khoảng cách của giữa cái phuộc trước cái bánh nè và cái hốc ở đây của nó không? Nó quá xa mọi người. Và nhìn làm cái xe ra nó không đồng đều, không, cộng với lại xe, đúng rồi. Thay vì con rack cao mọi người thì nó sẽ có đưa một cái ghi đông lên, nó đưa ngang qua ha. Còn cái con này là ghi đông slip on, ghi đông hai mảnh đó mọi người ha. Nó làm ra một cái xe ngồi cảm giác thì nó sẽ thoải mái, nhưng mà nhìn cái cơ kết cấu của nó thì nhìn chung em tới giờ vẫn thấy không đẹp, nhưng mà anh Huy chạy thì anh Huy recommend con này rất là phê mọi người.
hơi nóng rồi, bụng đùi mà đi con này là thôi, ối rồi ôi luôn. Em mới vừa về tới em định chạy qua anh luôn á, anh Huy phải chạy qua liền luôn. Đúng rồi, anh em mỗi người một phút, em mới về em chạy qua luôn á. Tuyệt vời mọi người, bây giờ mình để máy cho mọi người nghe lại cái đi ha, rồi anh em mình nói chuyện tiếp nè. Chịu thì cái dưới bộ khó chịu lắm luôn. Nói chung là một tháng lần có vợ con đi Vũng Tàu. Nhưng mà khả năng là anh cảm thấy đánh giá của anh về cái cỗ máy 114 này như thế nào? Phê đúng không? Chữ rồi, phê đã. Tại vì phải nói về nhiệt độ đi, CT ở Sài Gòn mình nó biết rồi, nóng lắm. Nhưng mà con này đi ok nha. Rồi giống như đi buổi chiều nhưng mà Vũng Tàu đó mình đi cái tàn. Bây giờ nói về văn hóa chạy hạt lây á, bây giờ cái máy nó có 3.000, 4.000, hạt lây người ta vẫn phải chạy chậm mà. Đúng. Để cho người ta nhìn. Đúng rồi. Nó là xe, những cái thuộc dạng là xe để show mọi người. Chứ nó không phải là cái xe mà đâu có ai mà đi ra hỏi chạy con Harley Davidson tới, ủa cái con xe này nhiêu mã vậy? Không ai nói vậy đó. Đa số người ta sẽ nói về cái sự trải nghiệm với xe này nhiều hơn. Cái trải nghiệm lái, cái trải nghiệm yêu thích và cái phấn khích của nó. Còn dạ. anh thì chủ yếu là công nghệ thôi. Dạ. Nó cứ chạy tàn, vợ con thì hóng gió, cái bành, lâu hắn nẹt bô, tạo nét rồi thôi. Làm cái nẹt bô, cái là ai cũng mấy quay, khỏi cái nẹt bô, anh đi tới cái là ai cũng nhìn. Với lại thật sự mọi người, cái xe này nó không dành cho số đông ha. Mọi người biết tính Khang rồi, Khang thì thích chơi xe độc lạ ha. Và thích những cái gì đó mới mẻ cho cái sản phẩm của mình cũng như là cái kênh của mình sẽ được nhiều cái sản phẩm hay hơn, những cái mới lạ hơn để có thể review cho mọi người ha. Thì mọi người nếu mà thương Phương Khang thì cho Khang một cái subscribe nếu chưa có nha mọi người. Và cho một cái like, comment cho mình ha. Share nữa thì tuyệt vời nha mọi người. Thời đợt mình có nói anh Huy á, nên để cái kính này về xuống đây ha. Có nghĩa là kính nó là kính ngược xuống á, thì nó sẽ đẹp hơn. Thì mình phải dời cái này ra chút xíu mà không là nó sẽ bị cấn bình xăng. Nó khả năng là nó cấn nhưng mà nó nếu mà mọi người biết gắn á, thì mình sẽ gắn cho mọi người ha. Dời ra sau thì nhìn cái đầu xe á, nó sẽ cụp xuống hơn, nhìn nó quậy hơn ha mọi người. Và cái con này á, mọi người muốn lên ghi đông ngang á, nó rất là khó. Bắt buộc mọi người phải gắn ghi đông slip on tiếp luôn và nó thẳng ra thì nó có thể ra được cái dáng gọi là bumper ha mọi người. Nãy giờ chơi cũng nhiều rồi, bây giờ em sẽ nói về cái điểm hay của con xe này nha mọi người. Thứ nhất, con này nó không phải là 1900cc nha mọi người, nó là 1868cc, nó chưa tới 1900. Mình thích là tròn rồi đúng không? Nếu mà thông số chính xác là như em nói đúng không? Đúng rồi, 1868cc ha. Và nó là một trong những cái mẫu xe mạnh và đỉnh cao nhất ha. Mọi người, ở tập trước á, mình có quay một cái con Sporter S. Mọi người đừng lầm tưởng nha, mình nói nó là mạnh nhất trong dòng Sporter. Có nghĩa là nó mạnh nhất trong dòng Sporter thôi. Còn những cái dòng này á, nó qua một cái dòng khác mọi người. Máy hoàn toàn mới rồi ha. Và nó là vô một cái tầm khác. Và cái phân khúc á, hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Rồi con này nó thật sự đỉnh cao, đẳng cấp mọi người. Nói về cái con này thì phải nói tới con Red Cao. Nó với Red Cao là một. Tại sao anh Huy không mua Red Cao? Nếu hồi xưa anh Huy mua Red Cao cũng 800-mấy triệu ra giấy cũng bằng con này luôn. Thì bây giờ anh Huy bán con Red Cao, anh Huy bán được khoảng 500. Rồi con này hôm nay á mọi người, mình mua của anh Huy vô á, hồi nãy em có nói giá rồi, thì chỉ có khoảng 300-mấy, gần 400 thôi. Đó, thì mình offer thì mình sẽ cộng vô đâu đó khoảng 5-10%. Cũng như là bảo dưỡng luôn, cái thứ anh ha. Tại xe này hết bảo hành rồi nha mọi người, anh em lưu ý nha. Tới bây giờ là hết bảo hành rồi, nên đâm ra là em mua cái giá thì anh Huy dealer bên mảng thì anh Huy không có, mà Khang nói Huy cũng chia sẻ luôn. Cái đó là cái giá của chơi xe. Tại vì mình đã chấp nhận mình chơi độc lạ là mình cái rủi ro mình nó cao rồi. Thì nói chung là mình chơi đi, mình tận hưởng cái sướng đó cho mình đúng không? Dạ. Ok, đơn giản. Okay. Rồi qua đây trao đổi. Đổi xe mát về chơi. Khủng thì với mọi người. Anh nói anh đưa trước mấy trăm thôi. Anh cần hình như nãy nói chuyện 200-300 gì đúng không? Ừ. Em có lượng. Thì nói chung là em có cắt nửa phần trăm đi. Rồi. Em thanh toán 50 và 50 giữ lại để cặp cho chiếc sau cho. Trời ơi, vậy là còn chiếc sau nha mọi người. Và cái chiếc sau này nó phải xịn hơn chiếc này nha mọi người. Và mình rất là hy vọng anh Huy có thể cho mình một cơ hội để có thể quay cái xe sau và cái ngày mình bàn giao xe rảnh ha. Nghĩa là chiếc sau Huy sẽ rút kinh nghiệm đợt trước. Đợt trước thì không chờ Khang được, nôn quá mới mua chiếc này. Còn đợt sau là thôi bây giờ bắt đầu gồng nè. Đại Khang tư vấn là kiếm xe ngon. Có nghĩa là xe luôn. Chưa về đúng mọi người. Ảnh đặt cọc mình để kiếm xe rảnh ha mọi người. Rồi rất là cảm ơn cái chấm chân tình. Okay. Chân trọng, em chân trọng thật sự. Đây, cục cưng này mới lấy từ Gia Lai về. Khang vừa bay về thì cái xe bán tải của Khang cũng về tới luôn ha mọi người. Hơi dơ nha mọi người, thông cảm giùm Khang nha. Còn bụi bùn quá trời luôn.
Thì ở những cái video trước mình có phân tích cái dòng xe Sportster này là vì sao nó rớt giá ha. Và mình có nói là đây là cái mẫu xe mà mạnh nhất của Harley, dáng Sportster nha mọi người. Sportster nha. Còn đây là dáng Cruiser. Cruiser. Cái này không nói, cái này cũng Cruiser ha. Cruiser này á, nó thuần về, nó nghiêng về Sport chút xíu ha. Cruiser Sport. Còn cái mẫu mà nó cạnh tranh trực tiếp với lại cái con xe này cùng phân khúc với Harley á, nó là cái con Breakout. Cái con Breakout đó là thuần Cruiser luôn. Nó là Lexus ha. Nhìn nó sẽ có cái gì đó cổ điển hơn. Cái mẫu này nó sẽ pha đậm một cái chút gì đó vô thể thao chút xíu. Nhìn nó ngầu hơn chút xíu ha mọi người. Và nhìn nó hiện đại hơn. Công nhận không mọi người? Hiện đại hơn rất là nhiều. Hồi nãy chơi xe nhiều quá. Chơi xe nhiều quá, nhưng mà cái đó là cái tính của Khang. Nó được gì nó mất cái gì. Thì những cái mất đó mình sẽ nói trước, để cho cái bài review của mình nó sẽ hay và nó chân thật nhất nha mọi người. Cái này là cái tính cách của mình ha. Rồi trước mắt là chúng ta có một cái cặp đĩa đôi, và phụ của nó là phụ upside down ha. Thì phụ upside down này á, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ không bền bằng cái phụ ống lồng ha. Vì cơ bản á, phụ ống lồng á mọi người sẽ đỡ bị mấy cái phần này nè mọi người. Khi mà mọi người chạy á, nó sẽ đỡ bị hư cái ti này hơn. Tại ống lồng nó tuốt ở trên lần mà ha. Ti nhúng nó ở trên mà. Thì ở dưới đây nó sẽ dễ bị hư hơn. Nhưng mà cơ bản là nhìn nó sẽ thể thao hơn, nó đẹp hơn. Mà mình tính kỹ quá. Chứ thật ra tới cái khúc này mà nó để nó ngập nước lên thế này á, thì dán xe này á, chả ai đi vô ngập nước đâu mọi người. Đây là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cái con xe này nó là máy Milwaukee mọi người. Cái con này á, là máy nó là Revolution Milwaukee á, thì nó là một cái máy mà gọi là đỉnh cao rồi. Cả thế giới đều công nhận, và Harley Davidson nó làm, họ làm quá tốt. Họ làm quá tốt cái máy này mọi người. Nó là một cái biểu tượng luôn mọi người ha. Một biểu tượng của một thế hệ trước, thế hệ sau, và cho phong cách cho dân chơi mọi người ha. Chỉ cần đề máy lên thôi là biết Harley Davidson liền. Máy 114 thì bây giờ nó đã ra những cái máy nó lớn hơn, nó xịn hơn rồi. Thì bây giờ 5 năm rồi mọi người ha, xe ngày nó càng cải tiến. Nhưng mà cái máy 114 này được đánh giá là một trong những cái cỗ máy khá ổn định. Và hồi nãy như anh Huy có chia sẻ là xe này đi khá là mát so với lại những cái con khác của anh đừng chạy thôi ha. Chứ theo mình thấy thì con nào mình thấy nó cũng nóng hết mọi người. Cơ bản hồi nãy khi mà mình dời cái xe á, mình bận quần cục á, nó hơi phê mọi người. Và khi bận quần cục vậy mà để vô này cái là đó, có chuyện luôn, tới công chuyện luôn. Cái đèn nhìn khá quen. Nếu gỡ cái ốp này ra, cái đèn này là cùng đèn với con Breakout á mọi người. Cùng là Cruiser luôn ha. Nhưng mà con này là Sport Cruiser. Mình đỡ đèn lên cho mọi người coi nè ha. Đèn thế hệ mới, thông minh, có liếc ha mọi người, có liếc. Rất là đẹp. À, đèn này không có liếc nha mọi người. Xe này, đèn này không có liếc. Đèn đồ chơi mới liếc ha. Cái đèn đồ chơi liếc được luôn á, nó khoảng 4 triệu mấy, 5 triệu. Còn cái đèn zin á, nó không liếc được, nó khoảng 30 triệu. Đèn zin nó mắc hơn nhiều nha mọi người. Rồi hồi nãy mình có nói đây là cái dáng xe nó hiện đại, nó pha với lại một chút cổ điển ha mọi người. Thật sự không, mọi người có thấy giống mình không? Cái phục trước này với lại cái khoảng cách này của nó dư nhiều quá, nó làm xe xấu đi ha. Vậy cái phương án như thế nào nhỉ? Cái phương án nếu mà cái xe này muốn đẹp á và dễ tiếp cận với mọi người hơn á, thì mình nghĩ á là chỉ cần hạ phục xuống chút xíu thôi ha. Thì cái phần này nó đưa lên chút xíu, mình có thể chỉnh lại cái ghi đông cho nó khác chút xíu cũng được, hoặc thậm chí là lên ghi đông ngang luôn. Thì nhìn nó ra một cái dáng nó sẽ vẫn là Sport Cruiser, nhưng mà nó sẽ dễ tiếp cận với mọi người hơn. Mình thấy thật sự luôn là con xe này khách mới nẹt bô lại chơi mình nữa rồi. Thật sự cái con này mình thấy là nó máy kết cấu từ cái phần này tới cái phần này nè mọi người, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Một cái trái tim ha. Đỉnh cao. Và cái bô gắn vô thì TPK ha mọi người, TPK. Cái bô này thì chuyên gắn cho những cái dòng Harley Davidson này, rất là lớn ha, và cũng là một cái sự lựa chọn cho anh em. Cái con xe này anh Huy trước đó có bị ngã nè mọi người. Đây. Ở đây thì không bị, nó bị ngã nhẹ cái, nó sẽ bị vô đây. Khi mà ngã cái này thì vô đây và vô cái bô này đây, chính xác luôn. Đây mọi người thấy không? Đó. Vì sao mình lại quay một cái con xe mắc tiền mà lại có những cái phần này mà mình không giấu đi? Tại vì cơ bản là nó đâu có gì đâu mọi người, nó chỉ là bị ngã thôi ha. Và tay thắng đồ này nọ vẫn là sơn zin ha. Cái này là ngã dựng đó mọi người. Ngã xong rồi dựng lên liền, hoặc là cái này nó bị xước đi cái xíu ha. Cái xe nó quá nặng mà. 303 kg. Nặng hơn cả Hayabusa ở trong nhà của mình nữa.
Con này mà buổi sáng mà quên đổ xăng khỏi tập thể dục luôn, đẩy đi đổ xăng thôi là phê. Hay hút thì mà chắc chắn là đời cao thì phải chìa xài chìa Smart Key rồi. Và cái chìa này có thể là một trong những cái chìa mô tô xài ổn định nhất ha, hiện đại bây giờ. Đồng hồ, cụm đồng hồ y hệt Breakout luôn, nó chỉ khác cái phần cầm bao đây thôi, nó bọc lại. Breakout thì nó giờ cái này lên đây ha, ha, khác chút xíu. Mình thích cái phần ghi đông này mọi người, mình thích cái phần này nè, nhìn lên nè, rất là hiện đại ha. Nhìn rất là hiện đại luôn, rất là đẹp. Không thích cái kính này lắm nha, quan điểm cá nhân thôi. Và bây giờ mình mua rồi thì mình sẽ dọn theo ý mình ha. Và nếu mà quý anh nào mà thích con này thì có thể offer với Vương Khang ha. Giá đâu đó chỉ khoảng 400 chai. Nếu mà theo mình nghĩ á, theo mình nghĩ nếu mà mua một cái con xe mới như anh Huy lúc đầu mình đã cản rồi mà vẫn mua thì là hôm nay phải chịu lỗ không mọi người. Chơi xe mà, chơi xe nó là một cái thú chơi rất là đắt đỏ nha mọi người, thật sự là như vậy ha. Thì hôm nay lỗ khá nhiều, là tính ra là lỗ hơn nửa giá mọi người, hơn nửa giá chưa tính những cái phần mà độ rồi cái thứ. Và cái lỗ nhiều nhất là lỗ cái tâm huyết và phải bán đi cái con xe cưng của mình ha. Nếu mà là lúc đó mua con Breakout đi thì hôm nay sẽ tiết kiệm được khoảng vẫn lỗ nhưng mà sẽ đỡ được 100 triệu ha. Mình sẽ ví dụ cho anh em dễ hiểu về cái con này với lại một cái con cũng hạt lay luôn mà nó sẽ thấp hơn ha. Nó là con hạt lay 48 với lại hạt lay Iron 88, Iron 1200 nha, hạt lay Iron 1200. Thì cái dòng Iron 1200 á nó sẽ lỗ nhiều hơn so với lại con hạt lay 48 cũng là 1200cc luôn. Nhưng mà hai cái dáng xe nó sẽ khác nhau chút xíu. Hai cái dáng xe nó sẽ khác nhau chút xíu. Một cái nó là Sporter, còn một cái là Sporter cổ điển ha mọi người. Kiếm là có gì để chơi không mọi người. Cơ bản là thấy cái phục nó giấu ở dưới nha mọi người. Nằm dưới nha. Đi nhúng khá êm. Nhưng nó sẽ dễ bị vô nước nha mọi người. Mọi người vệ sinh xe thấy để ý chút xíu nha mọi người. Và nhớ là rửa trong cái gầm trong luôn nha. Đó là lý do vì sao những cái chỗ rửa xe mô tô nó hơi mắc tiền chút xíu. Cụ thể là Vương Khang rửa xe cũng khá mắc nha mọi người. Rồi, về một cái con xe mà Harley thì bảo dưỡng chi phí khá đắt đỏ. Nếu bảo dưỡng tại hãng, với những cái xe mà hết bảo hành như con xe này rồi thì mình recommend mọi người có thể đem ra những cái workshop uy tín, có thể là nổi tiếng, cũng có thể là chưa nổi tiếng nhưng họ làm chuẩn ha. Thì nếu mà anh em mua xe của mình ở trong cái khu vực nào, ví dụ như ở quận 2, Thủ Đức hoặc là quận 9 rồi Bình Chánh rồi đi, mình sẽ kiếm một cái chỗ mà làm xe ok nhất, hoặc thậm chí là mình có thể cho xe bán tải của Vương Khang Moto qua đem xe đi để bảo dưỡng cho mọi người là chuyện rất là bình thường nha. Nói chung là mua con này là phải bỏ thêm một cái chi phí xa xa chút xíu, chứ mọi người đừng có nghĩ là mọi người đã để dành được 400 triệu rồi. Mọi người không để dành được khoảng 350 triệu rồi đi. Mọi người bán cái xe SH của mọi người ở nhà đi khoảng 50 triệu đi ha, là 400 triệu để mua con này để đi lại hàng ngày á. Và nghĩ là nhiêu đó là đủ á. Đừng nha mọi người, sai bài á. Để dành thêm 50 triệu đi là 400 triệu. Và thêm 50 triệu nó là 450 triệu để có thể về vô những cái option cũng như là những cái tính năng của cái xe mà mình muốn cho nó phù hợp với mình hơn. Đây là cái gợi ý của mình ha mọi người. À quên, hôm nay đội cái nón Harley Davidson. Mấy bữa trước đội Harley Davidson này mà đi review toàn là xe Nhật với lại xe Đức không à. Thì hôm nay đội cái nón này, review cái con này là của nó luôn ha. Và cái line này nó cũng rất là phù hợp, rất là đẹp. Rất là chim ưng cái nón này ha. Hôm bữa là mình mua cái mình đổi cái nón này đi mua con này và cái con Sporter F ha. Ok mọi người. Một ngày làm việc và sau đó vẫn deadline để có thể quay cái phim này, xe này luôn ha. Chứ mình không muốn để tới ngày mai. Mình muốn là cái gì là mình coi, là mình thấy cái gì mình nói đó luôn ha. Bên này lóc máy đẹp quá mọi người. Tệ quá. Con này nhìn xa, nếu mà không nhìn cái phần ngang này nè, nhìn nó tới nó rất là ngầu. Mà nhìn ngang đây á, vì trừ cái phần xấu đó thôi, còn tất tần tật đằng sau nó rất đẹp mọi người. Đây trái tim nè, dây tăng áp gắn đồ thêm nha. Cái này là đồ chơi nhưng mà không phải đồ zin nha mọi người. Đây, cái bài làm rất đẹp ha. Xe đẹp ghê mọi người, mười mấy ngàn ha, 16.000 km. Con này thật sự luôn, nói anh em nào bán xe mà nói con này 6.000 chắc người có người cũng tin đó ha. Rồi thôi, cái đó là chuyện của người ta ha, mình không nói tới. Rồi đằng sau mình có một cái mâm nó rất là độc lạ ha, mà mình thấy nó cũng không đẹp lắm. Nó bít bùng hết luôn ha mọi người, nó rất là gangster Mỹ ha mọi người. Thì chắc chắn rồi sẽ dày hệ dục và dây cura ha. Và cái hệ thống treo của con này thì đỉnh cao, em ru và rù luôn mọi người. Em thật sự luôn á, cái trọng tâm á mọi người, đỉnh cao. Và
mình thích một cái nữa so với con Redcar thì con này nó sẽ dễ lái hơn nha mọi người. Nó dễ lái hơn trong phố nha. Cái tư thế ngồi cũng sẽ thoải mái hơn. Vậy mọi người thấy sao về cái con xe Harley Davidson FXDR này? Mọi người có bỏ tiền mua mới không? Theo mình là không nên bỏ tiền mua mới đâu. Nhưng nếu mà có thể để trải nghiệm một cái con xe cũ với mức giá quanh quẩn 400 chai á thì mình nghĩ nó cũng đáng mọi người. Người ta đã lỗ hết rồi ha. Cụ thể là anh Huy. Ai út mà. Anh Huy trình tattoo của mình đã lỗ rồi. Thì anh em có thể chơi. Chén bên mình có hỗ trợ bao quay đầu và có nhận đổi những cái dòng xe khác ha. Không nhất thiết là cứ phải đổi xe bên mình đâu. Anh em lúc mà có cần tiền hoặc là có cần mà ra chỗ khác mua xe á, mình vẫn chấp nhận và mình mua lại rất là nhanh gọn và vui vẻ nha. Chứ không có A, B, C, D em hết tiền rồi công ty em bán chậm rồi này nọ. Bây giờ mình có bán chậm đi nữa thì mình cũng phải vay tiền ở ngoài hoặc là vay tiền ngân hàng để trả. Phải cam kết lại trong cái khoảng thời gian quay đầu cho mọi người. Đó là cái quy tắc làm ăn cho mình. Rồi cái video hôm nay có thể hơi dài. Và cái phần đầu video nó có thể là nó sẽ không có liên quan gì tới cái xe hết. Nhưng đó là một cái gọi là daily vlog của mình ha. Thì hôm nay daily vlog mình kết hợp mình có review xe. Nên có cái gì đó không hay mọi người có thể góp ý cho mình. Hoặc là có thể bỏ qua cho Vương Khang ha mọi người. Rồi đừng ngại gì mà cho Khang một cái bình luận về cái xe này. Cảm ơn mọi người. Máy chạy. Trời ơi thiên đường. Thôi, đừng quá hả? Chia lại. Còn thiên đường. Em quay. Có gì hả? Chia không? Chia lại mọi người. Chia xong rồi. Mình muốn á là tập sau mình sẽ tiết lộ cái xe của anh Huy ha khi mà xe về tới. Hôm nay mình rất là ngại luôn. Sao? Thật sự luôn là cái áo mình ướt nhẹp luôn mọi người. Và quan trọng là mình gán cố gắng em chạy em bay về tới. Kịch cái là em định vô cái là em định chạy qua thì nó chạy qua. Cái gì đâu. Ok. Nói chung là mọi người ơi thông cảm giùm cái lúc hôm nay Khang bận cái quần cục nhìn nó hơi bất lịch sự xíu. Anh Huy thông cảm giùm em nha. Dân chơi chắc ok mà hả? Không. Anh còn yêu quý em nhiệt tình quá mà. Dạ. Từ ra bay xuống là lụm liền luôn. Yêu quý không hết thì chấp gì biết nữa. Ok. Cảm ơn anh Huy nhiều. Rồi vậy hẹn anh Huy cái ngày tiếp theo. Ok. Anh nhớ chào em. Lần này anh chào em. Anh đồng ý mọi người. Anh đồng ý cái hôm mà mình bàn giao xe giảm á. Mình làm cái lễ giao xe thì mình sẽ quay cái xe anh Huy nhận tặng cho anh Huy một bó hoa hồng phải không mọi người. Rồi cái lốp của Khang á thì nó đời sống một xíu và nó thật phải mọi người. Và những người anh, những người bạn, những vị khách của Khang thì cũng đời thật luôn. Ví dụ họ không cho quay, ok Khang sẽ không quay. Còn họ mà chỉ cần ok cái thì mình có sao mình vậy thôi. Và mình sẽ diễn biến theo đúng cái quá trình của mình phải mọi người. Rồi em cảm ơn Huy nhiều. À, một lần nữa Huy cũng nhắc các bạn không biết là các bạn một hai lần đầu sẽ là khách của Khang nhưng mà những lần sau sẽ là bạn của Khang nha. Dễ thương vô cùng, nhớ like và subscribe nha. Yeah, cảm ơn mọi người.